Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu một ngôi đình nữa ở thị xã Hòa Thành được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, đó là đình Trường Đông. Đình Trường Đông tọa lạc ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đình nằm sát sông Vàm Cỏ Đông, Thơ Mộng, cổng đình sát quốc lộ 22B, kế thánh thất Trường Ân. Sân đình có thờ thần nông ở giữa, hai bên là miếu thờ Bạch Mã bên phải và Ngũ Hành Nương Nương bên trái. Đình thờ hai vị tiền hiền là ông Quỳnh Văn Nhu và hậu hiền là ông Nguyễn Văn Tiến đã có công lập làng nơi đây. Xã Trường Đông hiện nay được tách ra từ xã Trường Hòa vào năm 1979. Nếu như ông Trần Văn Thiện có công khai mở vùng đất Ngũ Long, ông lãnh binh cát xây thành Bảo Long Giang bảo vệ biên giới, thì vùng Bến Thứ, Trà Dông, Cẩm Giang có ba anh em họ Quỳnh lập căn cứ chống giặc. Cùng với đó, vùng đất Trường Đông ngày nay nhờ hai vị tiền hiền là ông Quỳnh Văn Nhu và hậu hiền là ông Nguyễn Văn Tiến đã có công lập làng nơi đây nên được nhân dân trong vùng kính trọng. Khi hai ông mất, họ đã lập đền để thờ, hàng năm tổ chức lễ hội kỳ yên vào ngày 16 tháng 1 âm lịch, đúng 12 giờ 30 phút trưa, nước rồng thì đưa hai ông đi. Đình Trường Đông được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh ngày 27 tháng 12 năm 2001. Hiện ngôi đình đã đóng cửa để chuẩn bị trùng tu